Rồi nó dính nó ta. Khó chở mọi người ơi. Ủa một tay quay tay chở chắc con gà nó rớt quá. Ôi nắng quá. Ôi trời trời. Wow. Ôi. Đây là hai con gà lúc sáng hai vợ chồng Duyên đi chợ mua. Thì hai con gà này một con Duyên sẽ ướp để nướng và một con thì sẽ nấu cháo gà nha mọi người. Thì bây giờ Duyên sẽ để một con qua để một chút nữa nấu cháo. Con này còn lại thì Duyên sẽ bắt đầu ướp nha. Bắt đầu ướp gà nha. Mình cho khoảng một muỗng rưỡi muối đi. Ở đây thì không có dùng cà no, cho một ít bột ngọt, tỏi. Rồi xong. Dạ. Giờ mình sẽ trộn đều lên. Trộn đều muối với bột ngọt cho nó đều. Sau đó chép lên con gà nha mọi người. Cái gì nó dậy, gì mà khóc nghe vậy. Đây là bạn cô ca nhõng nhẽo nha mọi người nha. Đây là mẹ chồng của Duyên đang nằm võng. Rồi bây giờ Duyên sẽ ướp tiếp. Bà nội lo xa. Mà kia ok chứ. Rồi bây giờ sẽ ướp massage con gà tha cho nó thấm. Tha như vậy cho nó thấm chứ cũng chưa có ăn liền đâu mọi người. Ướp như vậy khoảng 1 tiếng luôn á. Rồi bắt đầu chiều mát thì Duyên bỏ. Rồi bỏ muối làm gì con, mặn chát. Thôi đừng bỏ nữa. Rồi ướp như vậy để chắc khoảng tới chiều luôn cho nó thấm rồi mới bắt đầu nướng. Chiều mát sẽ đem ra ngoài sân nướng nha mọi người nha. Gà sau khi đã ướp xong rồi dự định là chiều sẽ nướng. Nhưng mà ta nói kiểu giống như hứng hứng vậy đó. Xong rồi cái đổi ý, chưa nắng thích ra về nướng vậy đó. Nhưng mà quan trọng là do là buổi chiều nướng thì quay lên clip nó sẽ không có đẹp bằng nướng buổi trưa. Nó lên clip rất là đẹp. Mặc dù nó cực nó nắng nhưng mà để được những cái hình ảnh trong sáng đẹp á thì phải quay buổi trưa. Cực một tí xíu nhưng mà lên clip đẹp thì thấy vui rồi ha mọi người ha. Nè, đây là tiết mục đầu tiên cho cái nhóm lửa. Mình sẽ nhóm lửa trước rồi xong rồi đó lửa nó bén rồi mới bắt đầu nướng gà. Nhưng mà tiết mục nhóm lửa này sao thấy hơi phiêu quá vậy bạn? Yên tâm, chiều dài. Gió không à, mà bạn xịt lửa từ nãy giờ tôi thấy cái đống đó xong rồi meo qua chồng meo rồi. Này phải có dầu hôi á, phải có dầu hôi nó mới chịu nổi. Có dầu hôi không anh? Chứ anh thấy gió vậy giờ nhóm lửa biết nào cháy. Nắng quá ca ơi. Cô ca lên cái bậc thềm ngồi đi cho nó mát. Nè mọi người thấy khung cảnh không? Khung cảnh ở miền quê rất là bình yên. Ôi tao nói ngồi ở đây hả? Nó nướng nướng gà mà phía dưới là sông gió thổi lên nó mát. Ngoài sau ra bụi chuối nè. Giờ tao nói nó mát gì đâu, nó đã gì đâu nè. Đó mọi người thấy bên đó là cái cây cầu không? Cầu đó là cầu gì anh? Cầu Ba Kè hả? Cầu này tên là cầu Ba Kè ở Tam Bình Vĩnh Long nha mọi người. Nè mọi người thấy không? Đó. Nguyên một cái đường nè, nguyên một cái đường là hai bên, một bên là sông, một bên là nhà. Và dọc đường là sẽ có trồng những cái cây dừa nè. Đó, dừa có trái, mọi người thấy không? Dừa có trái không nè. Đây, để nhìn zoom lại. Đó, có trái dừa nè mọi người ơi. Thấy không? Rồi ở dọc đường thì người dân ở đây người ta sẽ phơi mấy cái dây đó là dây lục bình ha anh? À, người dân ở đây người ta sẽ phơi lục bình để làm thủ công mỹ nghệ. Để thủ công mỹ nghệ là người ta sẽ đan ra những cái rế ha anh. Đây. Còn đó, đó là đó. Phía trong có một cái bác già già lớn tuổi đang cho chó ăn là mẹ chồng của mình đó. Nè, nguyên một vườn mai rất là đẹp nha mọi người. Đó mọi người thấy có vườn dừa không? Dừa nè, đu đủ nè. Gió thổi mát vô cùng. Ở bên đây là nhà hàng xóm, nhà của người ta mà có dàn bông giấy đẹp ghê luôn á mọi người. Nè, hai bên đường nè. Hai bên đường bông hoa. Rồi trước nhà là view sông. Trời ơi, tao nói nó mát, nó đẹp, nó bình yên gì đâu luôn á. Đây là bữa trưa nắng 12 giờ trưa đó nha mọi người. Mà như quay mà gió thổi nó mát hơn vậy luôn đó. Thấy không? Nhìn thấy cái lá chuối, lá rồi nó bay là biết là gió nè. Gió nó mát cái cỡ nào. Đúng là nhà view sông nó mát quá trời mát luôn hả. Nhìn nè, nhìn bình yên đã không mọi người.
Thích ghê ha. À, dọc dọc đường người dân người ta cũng có trồng những cái cây bông xô đũa nè. Nào mọi người thấy không? Đây, đây là bông xô đũa nè mọi người đó. Cái bông xô đũa này hái xuống nấu canh chua, canh chua tôm hay canh chua cá gì đó. Đó là cái đặc sản của miền Tây đó. Trời, tôi nói nó ngon gì đâu luôn à. Ngon lắm. Còn mấy cái cây chuối này nè, mà xiên nó chặt ra xong cái lột, lấy cái thân chuối mà ở trong đó mọi người, chuối ở trong nó còn trắng còn non á, bắt đầu cắt nhỏ ra, rồi sau đó làm gỏi, làm gỏi để nấu cháo gà ăn đó mọi người. Một tí nữa hả, Như sẽ chặt cái lá chuối này nè, chặt cái lá chuối này xuống, rồi cái đi rửa sạch để khô, sau đó sau khi mình nướng gà xong sẽ để con gà lên lá chuối. Rồi tôi nói hả, khung cảnh nó tự nhiên đảo không mọi người ha, nhưng mà quan trọng vẫn là cái khâu, quan trọng vẫn là cái khâu này. Cái khâu lửa này là thấy nó hơi lâu nha, nó hơi mèo. Cái điện thoại này để đâu? Ừ? Cái điện thoại nó để trên đó đi, cái bật đó. Dạ, để trên cái chỗ giấy của ba đó. Ngày hôm nay là ngày 30 Tết nha mọi người. Tối nay sẽ đón giao thừa. Dự định nghỉ trưa để tối đón giao thừa, nhưng mà tôi nói đổi tánh Tết hướng đột xuất. Xong rồi nướng gà buổi trưa luôn, không biết tối nay có thức để đón giao thừa được hay không. Mà nói gì nói chứ cũng phải nghỉ ngơi sớm để mai bắt đầu một hành trình mới, mùng 1 đi về quê nhà Duyên. Quê trước Tết thì về quê chồng, còn mùng 1 thì về quê vợ. Nè mọi người, nắng quá trời nắng thì phải mượn cái nón lá, mượn cái nón lá của mẹ chồng Duyên để đội. Không khí mát ghê luôn. Mặc dù buổi trưa trời nắng nhưng mà gió thổi rất là mát nha mọi người nha. Đã đấy không? Đây ở phía sau là có cái anh bán dừa, là ảnh giao tới nhà chồng Duyên đó. Mua là đặt nguyên một cái quài dừa to đùng luôn, để dành khi nào khác, khi nào thích thì uống. Một chút nữa sẽ chặt dừa, ăn gà nướng nè, ăn ăn gà nướng, tráng miệng đu đủ, tráng miệng dưa hấu, rồi uống nước dừa. Rồi tao nói nó bá chén bụi chét không hả mọi người ha. Đây là con gà nè, đó. Nè mọi người ơi, con gà sau khi mà Duyên đã ướp, ướp cái này không phải một tiếng mà 2-3 tiếng đồng hồ luôn rồi đó mọi người. Duyên đã ướp xong rồi, và banh ra sẵn con gà, xong rồi chuẩn bị nước. Lửa từ nãy giờ nhấm, bây giờ đã bén rồi đó. Giờ Duyên sẽ cho nó bén bớt lửa một tí và bỏ con gà lên nướng nè mọi người nha. Bây giờ lửa từ nãy giờ cháy cũng bén rồi đó mọi người. Duyên bắt đầu bỏ con gà lên nha. Qua sao thấy cái này nó... nóng quá mọi người. À, hơi nóng nha. Quá trời nhìn ngon, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Ôi, nó dính hết ta. Khó chở mọi người ơi. Ủa, một tay quay tay chở chắc con gà nó rớt quá. Ôi, nóng quá. Ôi, trời trời trời. Wow. Ôi, hấp dẫn ngon quá à. Ngon chưa? Dạ chưa. Ngon. Chúng con gà giữa trưa nắng có ai bị điên như mình không mọi người? Đúng là bị điên thiệt luôn á. Nè con gà nè mọi người, con chưa bốc mùi tôm chịu không nổi luôn á, nắng quá nè. Đợt này đang vừa rồi luôn, tốn tiền game đã luôn. Ôi mọi người ơi, con gà này hình như Duyên nướng bị quá lố lửa rồi hay sao mọi người? Mọi người nhìn con gà góp ý giùm Duyên cái đi mọi người ơi. Con gà này là sao mọi người? Bị quá lố lửa rồi. Đứa nó bị khét rồi mọi người ơi. Nắng quá mà nóng nữa. Ui bị khét con gà rồi. Buồn ghê vậy đó. Nhưng mà kệ đi. Một lát mình, một lát Duyên sẽ khử cái lớp khét ra rồi ăn cũng ngon ha. Duyên sẽ cắt cái tàu lá chuối này, lau sạch, rồi bắt đầu để con gà lên ăn nha mọi người. Duyên sẽ tìm cái tàu lá chuối nào mà nó to á. À, cái tàu này chắc được ha. Wow, tàu này nó to nè mọi người. Đó. Một lát bày ra cái lá chuối này ăn nha mọi người nè. To ghê không? Bây giờ Duyên sẽ đi rửa sạch ha. Lau sạch chứ, lau sạch sẽ. Rồi sau đó Duyên sẽ để con gà lên bài biển ăn nha mọi người nha. Tên tên lên tên tên. Đây là nguyên một cái hoài dừa to đùng luôn. Chặt uống.
có lính để chặt dừa rồi. Bây giờ vợ chồng Duyên sẽ chặt dừa, rồi gọt đu đủ, gọt dưa hấu, rồi chuẩn bị chiến nguyên một con gà nướng bị thét. Cho em uống một miếng thử rồi. Nước dừa cực ngọt cực ngon mọi người, ngon lắm nha. Một béo vậy á, một béo vậy á. Đó là đi nha. Đó là cũng đi được cô ca. Nè mọi người ơi, ăn gà nướng, tráng miệng dưa hấu với đu đủ, và nhậu với rượu nước dừa. Nhậu với rượu nước dừa. Đây, view sông. View sông, view cảnh cây miền quê. Rồi. Rồi xong chưa? Bắt đầu lại hình chưa? Hello, xin chào nha, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Duyên ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 30 Tết, cả nhà của Duyên sẽ ăn món gà nướng, tráng miệng cùng dưa hấu và đu đủ. Rồi nhậu là nhậu vô vô nè, nhậu rượu với nước dừa. Rượu nước dừa. Bữa ăn hôm nay là gồm có mẹ chồng của Duyên, 86 tuổi, bên tay trái là chồng Duyên, bên đây là bé Pika bé lớn, còn góc này là bé Kuka bé nhỏ. Thường Hà thường bé Kuka là xuất hiện ở màn hình nhiều rồi, cho nên bây giờ không ưu tiên bé ngồi đó nữa nha. Bé ngồi đó đi, cứ mũi lòng thầm ghê quá. Thôi bé thì mỗi người một chai nước ngọt nè mọi người, không phải chai nước ngọt mà là rượu đế đen. Chúc mừng ngày 30 Tết đi. Rồi, vô nè, vô. Ủa rót cho Kuka cái đi. Kuka tự ra hộ, anh hai rót gì rót lên nhạc tạm mẹ anh kìa. Rót bé. Từ nha. Cái dừa này ngọt quá, ngọt quá trời ngọt. Rồi, ok, rồi. Rồi, vô. Rồi, vô đi. Vô, 2, 3. Vô. Chăm chăm nha. Chăm bằng chăm cũng hết nha. Thôi ngon. Ngon. Nó ngọt, nó có cồn nữa nha. Đâu. Ê, rồi, rồi, dậy con. Rồi, qua đi. Ok. Rồi, cho anh hai ra đẩy nắp lại đi, giờ ngồi ăn nữa thôi rước. Anh hai vô hấu không? Không đủ. Không mà hồi uống nước ngọt đi, không vô được. Nó chạy là ba hỉ mũi cô ca cá là ghê quá. Không đánh miếng giấy. Nè nè nè, thằng quên có nè. Đang bị hai giấy rồi đàng hoàng. Nó hên quá. Bơ mơ đổ mẹ chút vô con. Mày cắt cái phần này luôn nè. Hả? Được. Để dướng mà. Nhưng mà con dao bỏ ra chậm rồi. Đẩy nó chút vô. Đó. Chạy cũng dướng ở đâu quá ta. Ba chạy với tốc độ ánh sáng, vô lấy con dao cắt cái này cho Pika. Đó. Đó. Rồi ba chạy tốc độ ánh sáng đi nha, cắt đâu đi cả. Rồi để đi lát nó chùi nè. Rồi ăn. Đủ nè. Thôi cô ca ăn cái đùi nè, mày lấy cái đùi cô ca nha, lấy cái kéo nó anh ơi. Rượu đế đen. Ủa giờ mẹ gặm cái đùi được không? Không có được hả? Rượu đế đen. Đi vô để ngủ cái bạn ơi, vô sự đích đó, bắt đầu đó, đó bậy dao kèo là không có bậy. Cô ca ăn nha, đây ngủ đây không vô ngủ đây ngủ đây. Còn hai em muốn gửi ta vô chăm chăm luôn á, bẻ cái cánh cho cô ca ăn. Anh chưa có ăn chua, nó bụng. Cái lửa đó còn nóng không anh? Hay là tàn hết rồi? Mẹ ăn nhậu gì chín hết rồi. Ăn nữa, vui bỏ ăn nữa em ơi. Sáng ăn giấy ra hết đi anh. Ta giờ là đưa Coca mẹ đi. Là mẹ sáng ăn giấy ra hết đi. Để dễ ra. Thầy Coca. Thầy Coca cầm cái đồ, cái cánh ăn đi con gặm luôn. Thôi, con uống còn không ăn vậy? Con ăn, chưa vô ăn nữa. Nè. Cầm ăn. Thì vô ăn vô uống.
Con để xích vô để rớt. Này cầm cái đùi nha con. Anh đâu có ăn đâu. Con ăn con còn uống mà. Làm mê xé nó đi con cái nha. Đi chuồng vậy anh. Con tủ nhất rồi. Con lấy con chạy. Con lấy con tủ. Ăn đi con. Ngon á, dinh dạ. Ngon ha. Con mẹ ăn chưa? Ủa, hai ăn. Ngon liền. Ờ, con cái thằng đó nè. Xong nói đây nó khô lắm. Ừ. Anh này muốn bật đi á. Ngon, không có cả. Ngon quá. Nước vừa bữa nay ngon một quá. Vừa ngon thôi á. Được rồi. Vô, mời hai bạn. Bạn vô, không sao không về. Vô, không sao không về nha. Không sao là không về thì về. Không sao là về. Vô. Nó nấu dừa này thiệt ngọt á. Ngon á. Không hay đâu có ngọt thì quá là ngon luôn á ha. Cái dừa quá thì ngọt luôn á. Thôi được mùi dừa thì ngọt. Không biết ca có không ăn không? Không mà chơi hả? Hồi nãy thì cái này cho con Coca lên nó đói. Cô có đói gì đâu. Con đói gì nữa? Cô có đói gì không? Đâu có đói gì đâu. Con gà này viên nướng mà sát lửa quá cho nên nó hơi bị khét nha mọi người. Lúc ăn thì chỉ khó khử khử mới cái khét nha thôi. Con bị đi quá. Ăn đi. Nó no lắm. Cái ăn cơm rồi. Ăn những ba bữa chính là xong rồi. Nó là gà. Ngồi chơi hả? Nó lít thì gì? Gà ướt ngon quá. Ngon. Ướt gì quá. Rất gai hả? Gà ướt ngon rồi. Người ăn hả? Gì là ướt chay. Ướt vậy ngon hơn mua ba rồi ướt. Đổ chay con. Ăn cần đỡ, ăn đi. Mẹ ăn đi mẹ. Không cần đỡ. Mới ăn kia giờ ngon quá. Nhớ là dịp rủ mấy món này còn món nghiệt không. Nó không hỏng hả? Ừ. Đu đủ. Đường mình mua rồi sao không có chạy nữa. Đu đủ này là đu đủ vườn nha mọi người. Đường mình mua đu nhà trần. Cái đường này, cái này ăn thấy đường xá của mình 30 Tết hả? Cái tay của anh chị với cam rồi. Chưa. Cái đầu đi. Ê, dớt rồi con, không hết chưa? Nè. Ngồi cắn ăn đàng hoàng. Cái phần cắn này rồi. Ừ, cái chỗ đó mày lỡ khét quá thì con phụ ra đi. Để ra ăn hả? Phụ ra bảo. Giờ nhai đi nha, mạnh lên nuốt đi. Ăn lá chuối liền không? Khỏi nước dễ. Đổ hết luôn rồi, khỏi uống. Không sao, còn thôi. Đừng có đụng. Thích đi ra chai vô. Chị con nè. Đổ. Đó lầm đi ông lầm đi chấm luôn á. Đổ gì không? Mấy ghê ông lầm. Đấy. Tao có đổ mất gà luôn. Ừ. Con có Pika cô gái ăn không? Nước dừa ngon quá. Thì kệ con nó uống dừa. Nước dừa ngon quá ngon. Ngon hơn nước ngon. Ngon quá ha. Ê đừng có đụng con. Ăn cái ngon ăn. Con buồn ngủ không? Không buồn ngủ hả? Gì ba? Thương nhục đó. Nhục đó nhà để nó luôn á, khó dùng luôn. Đừng nhục con bà chó ăn. Ăn thì cho ăn, em dùng. Đi coi ăn không? Con sẽ dùng thử. Để gì đây? Con nhục. Chút vậy? 3, 2, 1, chút. Trời ơi. Con tàu có mấy bút bánh đà. Ủa con tàu đủ chứ. Không biết sao nước không ăn giữa hả? Cái cá giữa ăn giữa. Cái hơi gà. Được cái giữa chưa? Rồi. Mình chưa ăn miếng. Tiền đi lắm. Dạ, con cắt ngủ. Ở đây con. Cái kìa. Bye. Ngồi đi lắm rồi. Chứ à. Lắm có người của bạn hả? Mày quá hả? Có mà người cho bụng nó cho cái đầm nâu. Cái nước dừa cũng ngon nữa. Ngon quá. Ừ. Bữa nay chẳng hơn nó chọc còn dừa nữa nha. Mua này không? Nước dừa không? Dừa. Dừa. Có nè, chậm chậm nè. Thôi, uống thử coi. Vô nè. 100% á. Được không? Ngon. Ngon hết luôn đi. Vô chậm chậm luôn. Này nước ngọt cũng ngon. Con ăn hết chưa? Nước dừa cũng ngon. Gạt. Thôi không có đủ rồi không ngon.
Vậy không luộc cũng ngọt ngon. Tại anh không biết ăn. Đừng vô. Ê, vô đựng đồ. Ngon mà. Nó vừa ngon. Ngon. Bữa nay cái gì cũng ngon. À, no hết ngon. Cái buồn. Buồn lỗi rồi hả? Không còn bụng ăn thì lỗi nữa. Rồi luôn làm cháo có ăn. Vừa nấu cháo không để lâu được chứ mà kho gần còn ở 2 ngày, ăn 2 ngày được. Cháy điểm có được điểm rồi mai khác. Hết chưa con? Nào lấy cái mớ rồi con. Ờ mớ không vừa. Đi, ăn một cái nữa cho no. Con chưa có ăn chưa? No quá. À, giờ ăn cái này nữa thôi, không ăn nữa. Ăn hết này nữa thôi nghỉ. Nó buồn ngủ rồi đó. Vừa. Đủ hơi rồi nó chưa nước dừa thiệt à, xứng đáng nước dừa quá ngon. Ừ. Hôm nay nó con đâu có nó quà đó nãy mà trả nhiêu hai quả sáu chục một quà đó 60 ngàn hai quả có 10 trái à 12 trái à dễ mà ngọt ngon chơi thật nhà. Ủa vậy là dừa đó nhà ông trồng đúng không hả mẹ? Ừ. Là nãy vô nhà ông có trồng dừa luôn hả? Quá mà ăn đi con. Dạ vừa có. Đã quá hả? Con chăn nó nuôi chăn rồi nè. Nó nuôi chăn hả? Chăn nuôi gà, nuôi chim, rừng, heo. Nó giỏi nè. Nuôi heo nữa hả? Heo không có nuôi. Vậy nếu vậy là nuôi vậy là bán á. Hả? Nếu con heo này. Có heo. Cá. Cá là đâu cá rồi, thấy đâu cá đó. Vậy ý là ông nuôi vậy rồi cái ai biết cái kêu rồi ông chở tới ông bán á. Thì ông nuôi bán mà. Ừ. Vậy tính ra cây dừa cũng đâu có tốn tiền đâu, trồng vậy có trái sẵn cứ bán rồi lấy tiền thôi. Cái kia làm đó, ông nó méo muốn dừa kêu cái này đem ra chúng heo bỏ đây ngày vô chán rồi ăn hết đi con rồi ăn hết đi là mẹ cho vô không phải ăn hết có là mới vô vô ngán quá nhỉ anh hai nó vô rồi cái nó không muốn kiếm chuyện nó đi vô kêu hai ra nha nha kêu hai ra nha thôi ăn như cũng có sáng no anh hai à để tao lấy đây ba chơi bá hả? Cái đây rồi hả? Tông ngồi ngon quá ngon. Ăn hết sọc pin rồi. Lấy điện thoại bên đây con gà chơi được không? Thôi cho ăn thử. Ngay ngay qua thù muốn trực đúng. Ngon quá. Ủa, nước ngọt. Tự nhiên hứng thì nướng chứ dự định chiều mới ăn chứ mọi người ai cũng ăn chưa hết rồi nên no à. Ăn này ăn chưa cho ngon thôi. Định chiều mới ăn. Ở đây là anh hai. Ở đây nè. Bà bay nè. Ba kìa. Đi hỏi có ba kìa. Chỉ có bạn Coca là bữa trưa chưa có ăn. Ăn hết cái đói đi. Này ra đó. Đi hỏi ba nè. Đây ngồi chơi. Quái gì chị đi. Ba ghế mà để em ngồi. Ăn chơi em chưa ăn cơm đó. Chứ hỏi ăn sùm đó. Đừng bảo tiếng ăn sùm để cho em ăn. Con ngồi cho em ăn á. Em rồi vô với con kìa. Mà lượm đừng tiếng nha con. Nó nhỏ hả? Chưa không? Chưa ngọt hả? Có đường xe cho nên mà. Eo ơi. Eo ơi. Con hai nó ăn liền. Con hai chán. Ừ, nó hai nó cái nó ẻo chán. Chán gì. Ăn ngoài đây đúng cục. Dạ muốn ngồi đi cho em ăn. Em muốn hết. Này gặm chân gà đấy anh. Cứng nhắc ăn. Ừ. Vậy là ngon. Ủa cô cá thèm chân gà này gặm không? Gặm không? Ăn hết đó thì giờ gặm chân gà. Đây con gà nó bị trúng mất mua mần á. Đưa gà đưa giò cho thằng hai cánh đưa cho thằng hai cái đầu đưa cho thằng hai cánh đầu không phải ăn cánh gì đâu cánh đầu bùa cứ có ăn gì được mà không có ăn con câu không câu luôn ăn con gà mới hả ôi nó ăn con câu nè cánh nè giò nè đưa cho nó có mần nhiều nữa đưa ra đầu cánh giò anh hả lâu lâu có thèm cái gì làm thì lâu lắc chứ mà ăn vậy hay lâu ngon ờ đủ mà ngon quá đủ ăn đủ mà cái này ăn ăn nhiều động đi giống ngọt thiệt cái gì bữa nay cũng ngọt hả hấu ngon quá dụ mà cũng ngọt hả dụ chắc ghê con nhận nó dừa quá ngon dụ người vậy bên đó hình như cũng mua một hoài màu xanh lè nhìn xanh thì chứ ngon ngọt không xanh thường là thường chua á non cái loại này khá cái ngoài hồi nãy màu vàng đó chứ là không ngọt bằng không đúng mừng cái này nó ha nó lựa bữa trưa này cho
Một quà vậy 60 ngàn rẻ quá ha. Đưa một quà đưa đủ giường nè mọi người, ngọt ngon mấy chục giường đưa đủ nè chồng đấy đơn đó thôi đó à, ngon quá trời ngon đi đi bạn ngon muốn chết mà ăn nữa nãy ăn nãy có ăn đu đủ không hả nãy bạn có ăn đu đủ không có ngon không được luôn hả dầm cái này quá trời ba cái đủ là tự nhiên em dầm hai miếng là dầm no nghe no à. Ngọt đu đủ ngọt lắm ngon ba tụi đủ này ăn nhóc ở trên tụi đủ da thanh gì nè nó nhai hơi nó ngủ gục luôn cháu buồn ngủ lắm nè giỡn thôi thôi giỡn thôi giỡn thôi nó thấy có lấy con trà cành á nó phê rồi phê rồi ngon một lát đưa cái chân già đó là ngủ để cho lấy xuống để nghe cho rồi nè ở có quá ngon là nhà quá phê qua cái đầu này gỡ cái ly bể vậy gỡ cái ly vô nè cho bà một ly phê luôn đi ngủ thiệt rồi muốn phê luôn lỡ chứ không uống mà xỉn mà đi ngủ không vậy bà ơi tận cạn quá nha ly mẹ camera qua thấy với em che mặt nó vừa thì uống còn nữa nữa bình luôn uống ngọt quá uống trái mà đầy bình ngon quá còn mấy cái dừa da vàng nè thôi mình làm 200% nha cho nó hơi vụ hơi nặng tí sao uống nước dừa không ăn hết con cái này tên là xương hồng xương đâu có da đó ngồi nhai thịt không á nó không có chuyện cô uống hết nước còn để cái ly xuống cầm hai tay con xé ra mà để cái ly xuống đi để ly xuống đi có gì hết sức không ạ? Hết sức. Ăn khung cảnh tự nhiên ngoài trời mát quá ha. Con xé con ăn nữa đi. Nước dừa quá ngon quá ngon ngọt lên. Ngon hết rồi hả? Anh ăn nữa không? Mời mốt dặn năm được. Mua dừa mày mua thứ gì về nhà cho tao đốn thế này cho tao. Cây nào? Không, cây nào? Cây nào? Cái cây đó. À, bữa giao cây nào? Chiều tối hôm qua nó không có cây nào sáng chặt nhớ giặt cây đó là được. Chứ còn cái quài trước bạn cũng mua ổng luôn hay đâu? Nó giặt cái quài đó không ngon quài này. Quài này ngon ngọt. Ngon ngọt. Ngọt như là bỏ đường. Thêm hai cho mấy cái dây con quài. Hai hả? Cho mấy cái dây của con quài. Ôi cái sông Mỹ Thuận anh dám tắm mà cái sông này anh không dám tắm hả? Sông này hả? Sông này nhỏ tắm mà lớn đâu tắm nữa. Nhỏ tắm. Mỹ Thuận chứ hoài sao hồi đó cho tắm hoài à? Dỗ sông Mỹ Thuận sông nhà mình luôn sông tắm. Sao lưng bỏ sông ở sông rồi. Bỏ cái chân xuống con. À, mấy người mà già già cấu trốn Mỹ Thuận mà ta chết á. Thiêu đi rồi thì qua ta cho gãi hay như Mỹ Thuận. Cho nó câu với ngoài cho sông tắm. Con gặp nó nhanh chết cũng mấy người. À, con gặm đó nhanh đi có chân thôi, gà nè bắt thôi mà bữa nay mình gần có thì mình đụng bàn với cái chủ đề nước ngọt không muốn mèo không muốn miếng đi cái gì nước ngọt nè thôi gặm cái chân gà chết uống ngọt nước ngọt uống nha uống đủ uống đủ hả để đưa cái tay lên cho bạn đó đi qua đi qua vậy cái tay con bị dính luôn mà dạ khăn nè lau ngồi xuống đây mà lấy cho ok yeah. Nè con này. Nè lỡ luôn ở luôn no chuẩn bị không biết lỡ luôn con no chưa chuẩn bị đi con có buổi sáng con hai cánh gà mà no à bữa trưa bữa sáng ăn sáng rồi sáng ăn tô cơm bữa trưa ăn cánh hai cái cánh hà hai cánh gà đổ lên vậy con ngồi xuống uống đàng hoàng rồi ăn uống xong rồi đi tắm luôn đi làm cho con nè tắm mưa không ờ ăn uống xong thì tắm mưa luôn ba làm mưa cho tắm cho mát giờ này tắm mát tắm mưa ở đây ờ nước mưa ngoài chỗ nãy chỗ hôm qua có xe nè đi qua chán quá chán quá ừ con cái gì cũng chán trời ơi tôi đủ ghế với rê mà gì không gì không ngon quá ăn mà cái nào cũng ngọt cũng ngon mà có một mình con ăn không ai ăn mình sẽ ăn hết nước dừa thì uống đi nhầm gì
Cho thôi cái này mình để tủ lạnh đi. Mình ăn. Thì bóc nó ngồi đi vô cái rồi kết thúc clip luôn. Ừ. Mình cho bà nội chứ. Ổ rớt 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 đi. Thôi. Ngon chưa? Quả chi. Để lên đây à. Quả chi, quả chi. Rồi, mình vô cái thiệt là nghiêm chỉnh nha. Cầm đồ đàng hoàng. 1, 2, 3 vô, chúc mừng bà nội. Vô. Vô. Chúc mừng kết thúc clip. Vô nha. Vô. Ok đi. Đã quá trời ngon, nước dừa ngon. Dạ thôi, đừng nói vô nói nó là coi mốt mình mua dừa cho cắt dừa cho tao nha. Để nghe nói mà mày nghe tao. Đi vô nha. Đồng hoàng để mà chào nha. Thôi Duyên xin chào mọi người nha. Clip của Duyên đến đây là hết rồi. Nếu mà mọi người xem có yêu thích thì mọi người đăng ký nè, bình luận và chia sẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Xin chào.